mẹ non này. Về đây lười chảy thay ra chậu quần áo nó còn nguyên đây, một chậu thùng quần áo đấy không đem đi mà giặt mà để đây à? Ai để làm mắm à? À một đống một khênh như này mà để đây chị à? Ơi à. Em để dồn dồn vào để cho nó đủ máy, không có thì là để giặt cho tay liên tục thì không phải may tốn điện ra rồi em cho vào chậu thau mang lên kia trong nhà tắm mà giặt không phải máy móc gì hết à? Trên rừng à. Kia cô trên rừng cô toàn giặt tay, nhưng bây giờ cô về đây cô xíu quá là bắt đầu là cô lười đấy, quay lại đấy không nhận đấy. Chân dân tộc là gì có máy, chân dân tộc toàn giặt ngoài suối, toàn dùng cái gậy gậy như này đập quần áo mà. Đấy là ngày xưa các cụ thôi chứ bây giờ. Bây giờ cũng thế thôi. Bây giờ cũng thế. Nhà cháu đi ở nhà quê chứ không phải nhà thành phố. Mang quần bây giờ để cho giặt tay đâu. Đấy. Đó, bố tôi chiều cô quá. Thế nên ra là giặt máy thôi. Trong nhà tắm không có cái chuyện giặt máy đâu. Cứ hở tí ra là giặt máy. Điện đâu mà đóng tiền điện. Để đây đi để cô dồn vào ngày mai. Không dồn trước đấy. Nhà hàng đống người, 5-6 người ấy. Ngày nào giặt luôn ngày đấy đi. Bây giờ bảo giặt cái này thì giặt làm sao nữa. Giặt được hết. Nhà tôi cũng toàn giặt thế đấy. Tôi cũng phải giặt tay kìa. Cứ tiền đâu mà suốt ngày điện đó là tiền đâu ra máy móc cái gì mang ra kia mà ra bây giờ giặt tay thì em ngồi nó lâu lắm thì bây lâu giờ này chả sao mà lâu đấy cô xem toàn quần áo của con trai cô với của cô ấy lâu gì mà lâu thì cô cứ bảo là ở chân cô nên là cô cứ để là 3 ngày thì cô mới giặt vào cho vào máy được này nó khác, chỉ ở cho đây nó khác. Phải là đỡ tốn ngày nào cũng giặt thì tốn ra đấy là cô giặt như thế tốn điện tốn giặt bằng máy tốn điện đâu cái gì là máy với lại giặt thì cô giặt 3 ngày một lần thôi xả nước vào đổ xà phòng vào nhậu lên xong rũ đi là nhanh chứ còn không có máy móc cái chất máy cô sợ tốn nước này cô bê cái chậu quần áo ra ngoài ao mà giặt cho đỡ tốn nước không quần áo của con cô nó lại dày này nó lại dày lắm nên là nó nặng làm sao mà nó nặng quần áo thanh niên nó nặng lắm thì để cái máy nó giặt chi bác nó bảo cô đi cô lười nó vừa đấy không thế được giặt đi không phải vắt lên đây sớt tôi cái này để tí nữa em mà con thằng sự kia là nó có mặc nữa không nếu mà cái áo đấy áo của cô ấy áo nào áo của con cô áo rõ ràng áo của mình rồi đổ sang áo của con nhầm rồi mang vào trong kia mà giặt đấy nhậu lấy chân vào vô à nhậu chị ơi nhớ mà em nếu mà em giận cái chậu này của chị nó vỡ thì lại làm thế nào làm mà sao chị... thì làm tôi không chị nên bảo em này cô không phải lý do lý chấu đâu đi cô lấy tay mà giặt tự nhiên là mẹ con bảo là trong kia kìa đầy chậu nhôm kìa kia là chậu nhôm kìa chậu nhôm kìa đổ ra chậu nhôm mà giặt ôi trời ơi lại đi ra nhặt rồi đi không ai thì máy móc không có máy suốt ngày máy về đây á bố tôi chiều cho sướng vào xong bây giờ bắt đầu lười như hủi ấy đấy mà giặt đấy nước đấy đầy đấy chặt phòng kia xả ra mà giặt ôi rồi ôi nhá yeah. Thôi thì này thau đây thôi thì này vào đây xả vậy đấy cái thau to đoàn đấy chặt phòng kia con cô nhảy cả người vào đấy mà giặt ôi chết thì cô phải sáng quan đấy bà ê giời ơi thế này thì chắc là như thế này chắc ở làm sao được đây nó lâu nhỉ thở đi ở đâu là máy thế thôi máy mới ăn trường quen rồi đấy. Đây. Về đây đấy cho máy mà giặt về đây em tay chân đỡ lần chị đó là cái gì đâu mang ra ngoài này mà sáng mà giặt không phải giặt trống tối cái cô muốn làm sao là thôi mẹ thì mẹ con lên nhà muốn làm sao là muốn giặt cái gì giặt đừng mà động vào máy giặt em giặt ở đây cho nó phải nước chật chật không em ra đây em giặt nước chật chật chị này mắng em thôi em giặt ở trong này vậy ơi cô làm đi lần sau đừng để phải nhắc nữa ừ thôi lần sau môi cái việc quần áo này suốt ngày nhắc nhở đụn ra đấy đẻ ra đấy ỉa ra đấy thôi nhá mất người đặt rồi nhá không hay hầu được hầu được.